Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bài toán siêu kinh điển trong cờ vua. Bài toán có tên là Mã đi tuần, hay còn được gọi bằng cái tên khác là Hành trình của quân mã. Bạn nào mà chưa rõ về bài toán này thì tiện đây mình nói luôn. Trên bàn cờ vua có 64 ô, ta đặt một quân mã vào ô bất kỳ nào đó. Hãy tìm cách để di chuyển quân mã theo đúng quy tắc trong cờ vua, sao cho quân mã đi qua mỗi ô trên bàn cờ đúng một lần. Đối với các bạn mới học về lập trình thì bài toán này cũng là một thử thách khá là thú vị để các bạn nghiên cứu sử dụng các thuật toán. Nghe nói thì có chính xác là 26.534 tỷ 728 triệu 821.064 lời giải cho bài toán này mà quân mã có thể kết thúc tại chính ô mà nó khởi đầu. Nhưng mà hôm nay không bàn về khía cạnh lập trình, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ngay trên chính bàn cờ. Sau khi xem xong video này, các bạn có thể đến lớp thách đố với bạn bè, flex với mọi người xung quanh. Chúng ta cùng bắt đầu nhá. Đầu tiên là mình đặt quân mã vào một ô bất kỳ trên bàn cờ đi. Bây giờ các bạn phải xác định xem là quân mã này có thể di chuyển đến những ô nào. Đây, mình đánh dấu ở đây nhá. Đây, quân mã này có thể di chuyển đến tổng cộng là 8 ô trên bàn cờ này. Thì các bạn phải xác định làm sao mà cái ô nào quân mã nhảy đến mà từ đấy nó nhảy đi sang những ô khác là ít nhất. Thế thì những cái ô ở trung tâm này thì chắc chắn là rất là nhiều rồi, đúng không? Nếu mà nó nhảy đến các cái ô ở trung tâm này thì khả năng là nó sẽ phải nhảy được đến 8 những cái ô xung quanh nữa. Cho nên là những cái ô trung tâm này mình bỏ đi nhá. Những cái ô ở này cũng mình bỏ đi, những ô ngoài rìa này thì nó sẽ nhảy được đến ít, nhưng mà ở trong góc, càng trong góc thì nó càng nhảy được ít hơn. Ví dụ ô ngoài rìa này nó sẽ nhảy được đến 1 2 3 đúng không? Đấy, ví dụ cái ô D8 này nó sẽ nhảy đến 3 ô nữa. Tương tự là cái ô A5 này quân mã cũng sẽ nhảy được đến 3 ô nữa. Thế là vẫn nhiều đúng không? Bỏ đi. Hai cái ô trong gần trong góc này thì quân mã sẽ nhảy được ít hơn đúng không? Đây, ví dụ là ô B8 này nó sẽ chỉ nhảy đến hai ô khác là ô A6 và ô D7. Tương tự cái ô A7 này cũng thế, nó chỉ nhảy được đến hai ô B5 với cả C8 mà thôi. Đấy thì hai ô này thì mình chọn ô nào cũng được. Bây giờ mình chọn ô B8 là ô đầu tiên nhá. Từ ô B8 quân mã sẽ chỉ nhảy được đến hai ô là A6 và D7. Từ A6 thì nó sẽ nhảy được đến những ô nào? Từ A6 nó nhảy được đến 3 ô đúng không? Đấy, từ A6 nhảy đến 3 ô. Trong khi từ D7 khả năng ở cao hơn nó phải nhảy được nhiều hơn. Đấy. D7 nó nhảy được đến 5 ô nữa. Đấy. Cho nên là mình loại cái ô ấy nhá, loại cái ô D7 đi nhá. Mình chọn ô A6. Đấy, thế là mã nó nhảy đến hai ô rồi đúng không? Tiếp tục. Xóa cái này đi đã. Tiếp tục từ ô A6 nó nhảy được đến 3 ô đúng không? 3 ô này. Bây giờ phải xem là những cái ô này, cái ô ở trung tâm, cái ô này ở gần trung tâm hơn chắc nó sẽ nhảy được nhiều hơn rồi. Đếm xem nhá. 1 2 3 4 5 6 7, 7 gì? Loại ngay. Loại ngay cái ô này đúng không? Mình còn hai ô này, ô C7 với ô B4. Thế từ ô B4 này nó nhảy đến những ô nào? 1 2 3 4 đúng không? Từ ô B4 này nó nhảy đến 4 ô tiếp theo. Đấy. Còn từ ô C7 này nó sẽ nhảy đến bao nhiêu? 1 2 3 4 5. Ok, như vậy là ô C7 này mình cũng loại luôn. Đúng không nhỉ? Đúng rồi đấy. 1 2 3 4 5. Rồi. 5 con ô này kiểm tra lại xem có đúng không nhá. 3 4. Đúng rồi. Rồi. Đấy. Như vậy là ô C7 này mình cũng loại luôn, mình chọn ô B4. Tiếp theo ô B4 thì nó sẽ nhảy được đến là những cái ô này. Đương nhiên chúng ta chọn ô gần trong góc này rồi đúng không? Đấy, loại những cái ô này đi, chọn ô trong góc là ô A2. Là ô A2 thì tiếp theo nó sẽ chỉ nhảy được đến hai ô này. Nếu như ô này thì mình sẽ loại rồi. Mình nhảy đến ô C1. Tiếp theo nó sẽ nhảy đến hai ô này thì sao, thì ô này khả năng là cũng vẫn nhảy được đến nhiều ô khác, nhưng mà mình thử thử xét xem, tại vì là nó đã bị hai ô này nó chắn rồi. Thì ô D3 này nhá, cái ô D3 này nó sẽ nhảy đến 1 2 3 4 5 6 đúng không? Ô D3 nhảy đến 6 ô khác, nhiều phết đấy, khả năng loại rồi. Còn ô E2 này xem nào, nhảy đến này 1 2 3 4 5. Được chưa? Ok, thế là mình sẽ chọn ô E2, bỏ cái ô D3 ấy đi, chọn ô E2.
Đấy, từ ô E2 thì nó sẽ nhảy được đến những cái ô này, khả năng là chọn ô G1 rồi đúng không? Đấy, tiếp tục G1, mình tiếp tục theo đấy nhá. H3, G5, H7, F8 đúng không? F8 lên đây à? Lên đây là D7 à? F8 thì từ F8 sẽ nhảy được đến 3 ô này. Đây, mình đánh dấu này cho nó khác đi này. Thế từ ô D7 này sẽ nhảy được đến những ô nào? Từ ô này 1, 2, 3, 4. Đấy. Từ ô D7 mình sẽ nhảy được đến 4 ô khác. Rồi, bỏ cái này đi. Ô này thì chắc chắn là sẽ được nhiều hơn rồi. Cái ô E6 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Đấy, bỏ đi, đúng không? Đấy, bỏ cái ô E6 này đi, loại luôn. Thế còn ô G6 này thì sao? Ô G6 thì nhảy được đến này. 1, 2, 3, 4. Như vậy là ô à 5. Vậy ô G6 này nhảy được đến 5 ô. Đấy. Ô G6 nhảy được đến 5 ô trong khi ô D7 chỉ nhảy được đến 4 ô đúng không? Đấy. Cho nên mình sẽ loại hai ô E6 và G6 và chọn ô D7. Tiếp theo D7 thì sẽ nhảy đi đâu? Ô D7 thì sẽ nhảy được đến 4 ô này. Thì hai cái ô này ở trung tâm khả năng là sẽ nhảy được đến nhiều ô rồi, loại đi. Cái ô này cũng khá là trung tâm, xem nó nhảy đến mấy ô. 1 2 3 4 5 6, nhảy đến tận 6 ô cũng khá là nhiều. Loại đi, ô này sẽ nhảy đến mấy ô là 1 2 3 4 5. Rồi. Thế là mình sẽ chọn cái ô B6 này nhá. Từ B6 thì đương nhiên nhảy vào góc rồi, nhảy vào góc bàn cờ là nhảy được, chọn được ít nhất rồi. Từ góc bàn cờ thì nó chỉ nhảy được lên C7 mà thôi. Tiếp tục, từ C7 chúng ta sẽ nhảy được đến 4 ô khác. 4 ô khác thì sẽ xét xem nào, hai cái ô này ở trung tâm này loại rồi nhá. Hai cái ô ở trung tâm này khả năng là loại rồi. Thôi mình cứ xét nhá. Xét tuần tự nhá, xét cái ô E7 này xem. E7 sẽ nhảy được đến 1 2 3. Đấy. E7 chỉ nhảy được đến 3 ô, một cái ô này em à. 1 2 3 4. Đấy. Ô này đến 4 thì loại luôn nhá. E6 à E8 chứ. Đấy. E6 nó loại luôn nhá. E8 chỉ nhảy được đến 3 ô. Đấy. Còn ô này nào? Ô D5 nào? Ô D5 này, 1 2 3 4 loại luôn đúng không? Cứ cứ nhiều hơn 3 ô là loại luôn. Ô này thì sao? Ô này 1 đấy, chọn màu khác là 1 2 3 4 5 loại luôn. Như vậy là loại, chúng ta chọn ô E8. Từ E8 sẽ nhảy được đi đâu? Sẽ chỉ nhảy được đến 3 ô này đúng không? Hai cái ô này ở trong góc này thì khả năng là sẽ được ít nhất rồi, mình tính ô ô này nhá. 1 2 3. Rồi, ô trong góc này chỉ nhảy đến 3 ô khác. Còn cái ô nào, ô F6 này rồi. 1 2 3 4 thôi, 4 nó loại rồi. 4 nó loại rồi. Ô này xem nào, 1 2 3 4 cũng loại luôn. Ok. Thế là chọn cái ô G7. Từ G7 nhảy được đến 3 ô đúng không? Để đến 3 ô thì chọn cái ô ở sát mép bàn cờ này là nó sẽ nhảy được ít nhất rồi. Chọn sát mép bàn cờ nhá. Từ sát mép bàn cờ nó sẽ chỉ nhảy được đến 3 ô này. Đấy, mà hai ô này ở gần trung tâm hơn, khả năng được nhiều hơn rồi. Nhưng mà thôi cứ cứ xét cho nó chắc. Cái ô F6 này sẽ nhảy được đến những ô nào? 1 2 3 4 đúng không? F6 nhảy đến 4 ô. G3 xem nào, G3 nhảy đến 1 2 3. G3 à, G3 cũng nhảy được đến 4 ô luôn nhá. Còn ô F4 em mà. 1 2 3 4 5. Úi, ô F4 loại luôn. Loại luôn ô F4, bây giờ chỉ còn hai ứng cử viên là ô G3 và ô F6. Mình kiểm tra lại lần nữa nhá. Kiểm tra lại lần nữa cho nó chắc. 1 2 3 4 đúng không? 1 2 3 4 rồi. Và ô này 1 2 3 4. Rồi. Như vậy là mình chọn ô nào cũng được, F6 cũng được mà G3 cũng được. Thì mình sẽ chọn ô ấy nhá, ô G3 nhá. Ô G3 để nhảy vào trong góc này cho nó dễ, thì chắc chắn chỉ có trong góc này thôi. Trong góc này thì chỉ nhảy lên được F2 này thôi.
Rồi, từ F2 này chúng ta có 4 ô. Đương nhiên là lại chọn ô sát mép bàn cờ rồi, đúng không? Chọn ô sát mép bàn cờ thì nó chỉ nhảy được lên hai ô này. À, ba ô này. Đấy. Nhảy lên lên ba ô này thì lại chọn cái ô nó thôi, cứ tính cho ấy nhá, cho chắc 1 2 3 4 5 6 loại. Cái ô này nó loại. Còn ô này 1 2 3 4 5. Đấy. Khả năng cũng loại. Ô này xem nào. Ô này nhảy được lên 1 2 3. Hết, đúng không? Chúng ta sẽ chọn ô này. Là từ ô này thì nhảy được lên ba ô này. Nhảy lên ba ô này thì lại chọn cái ô sát mép bàn cờ vì sẽ nhảy được ít nhất. Từ A4 này sẽ nhảy được lên hai ô này. Đấy. Hai ô này thì nhảy được đi những đâu? Nếu mà ô C5 nhá. Ô C5 thì mình sẽ nhảy được lên 1 2 3 4 5. Đấy. Ô C5 sẽ nhảy được lên 5 ô tiếp theo. Còn ô C3 thì sao? 1 2 3. Đúng không? Rồi, như vậy chúng ta chọn ô C3. C3 rồi. C3 thì sẽ nhảy đến ba ô này đúng không? Ba ô này thì hai ô trung tâm bỏ. Chọn ô B1. B1 thì nhảy lên ô này sát mép bàn cờ thôi. Để ô này sát mép bàn cờ. Sát mép bàn cờ xong thì ô này chỉ nhảy được lên ba ô, ô này, ô này, ô này. Cho chúng ta chọn ô nào? Nếu chọn ô B5 thì nó sẽ nhảy được lên 1 2 3. Đấy. Ô B5 nhảy được lên ba ô tiếp theo. Còn ô C4 khả năng nhiều hơn rồi. Ô C4 thì 1 2 3 4. Ô C4 loại luôn nhá. C4 loại luôn. Còn ô C2 thì sao? 1 2 3 4. Như vậy ô C2 cũng loại luôn. C2 loại luôn bởi vì chỉ có ô này nhảy đến 3 ô là ít nhất. Đấy. Rồi, chọn ô B5. B5 nhảy được lên đâu? Nhảy được lên 3 ô này thì đương nhiên chúng ta sẽ chọn cái ô sát mép bàn cờ là ô A7 này rồi. A7 thì sẽ nhảy xuống C8. C8 thì sẽ nhảy được lên 2 ô này. Đó, 2 ô này thì ta sẽ xét xem nào. Nếu ô E7 sẽ nhảy được lên 1 2 3 4. Đấy. Ô E7 sẽ nhảy được lên 4 ô khác. Còn ô D6 thì sao? 1 2 3 4 5. Như vậy chúng ta sẽ chọn ô E7. E7 thì lại nhảy vào cái ô sát mép bàn cờ này thôi. Nhưng mà cứ tính cho chắc, bây giờ gần cuối rồi. Nên là đây nhá, ô sát mép bàn cờ này thì sát góc bàn cờ sẽ nhảy lên hai ô còn lại. Còn cái ô F5 này xem nào. F5 thì sẽ nhảy lên 1 2 3 thôi. Ba là loại rồi. Ba là loại rồi. Ô này xem nào, 1 2 3. Loại luôn, đúng không? Loại luôn, chọn ô G8. G8 lại nhảy sang sát mép bàn cờ. Sát mép bàn cờ. Đây, sát mép bàn cờ nó sẽ nhảy lên ba ô này. Xét xem ô F7 nhảy đến đâu. Ô F7 nhảy đến ba ô 1 2 3. Đấy. Ô F5 nhảy đến đâu? 1 2 3 4 loại luôn. Ô F5 loại luôn. Còn ô này nhảy đến đâu? 1 2 3 4. Như vậy ta loại ô G4 bởi vì nhảy đến tận 4 ô, chỉ có ô F7 này nhảy đến 3 ô, 1 2 3, đúng không? Ô này cũng nhảy được đến 4. Nhầm 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 nhá. Ô F7 cũng nhảy được đến 4. Và ô G3 à đâu? Ở đây nhỉ? Ở đây, đúng không? Ô này thì loại luôn rồi này. Ô này 1 2 3. 1 2 3. 4. Tính thế nào nhỉ? 1 2 3 4. Đúng không? 4 này, 1 2 3 4 này. Ô này cũng 4 này. Thế cái ô này 1 2 3 4. Ồ, như vậy là cả ba ô đều 4 à? Ô F5 này mình tưởng là ấy chứ nhỉ? 1 2 3 4. 4 này.
1, 2, 3, 4. Rồi như vậy là 3 ô này bằng nhau. 1, 2, 3, 4. Bằng nhau. Bằng nhau các bạn ạ. Bằng nhau thì chọn ô nào cũng được nhá. Chọn ô nào cũng được. Thế thì từ đây à? Từ đây thì mình chọn từ đây chọn ô F7 ấy đi. F7 nhảy góc bàn cờ. F7 nhảy góc bàn cờ, nhảy góc bàn cờ chỉ nhảy được lên đây thôi. Đây thì nó sẽ ra được 3 ô này. Thì ô này sẽ chỉ được này. À thì cái ô H4 này sẽ nhảy lên 3 ô nhá. Đấy. Thế cái ô này xem nào. Nhảy lên ô này 1 2 3. Cái này cũng được 3 ô này. À 4. Đây, cái này được 4 ô loại. Cái này xem nào. 1 2 3 4 thôi loại luôn nhá. Loại luôn 2 ô ở trung tâm, chọn ô sát mép bàn cờ. Từ sát mép bàn cờ nhảy đứng lên 2 3 ô này. Thì cái ô này sẽ nhảy đứng lên 1 2 3. 1 2 3. Ô này xem nào. 1 2 3 4. Rồi. Còn ô này 1 2 3. Đấy, như vậy là hai ô này 1 2 1 2 nhầm đây 1. Đây nhá. 1 2 3 này. Đấy. Còn ô này cũng 1 2 3 này. Đấy. Còn cái ô 4 này loại luôn này, 1 1 2 3 4 thì loại luôn nhá. Loại ô này đi. Vậy là còn hai ô này ta chọn ô nào cũng được. Hay mình chọn cái ô này nhá. Chọn ô này vào góc cho nó dễ. Vào đây. Và đây thì nó sẽ được 3 ô thì mình chọn ô ở sát mép bàn cờ nhá. Nhưng mà thôi, cứ phải tính đi. Ô này, ô sát mép bàn cờ này sẽ nhảy lên 3 ô này. Đúng không? Ô này sẽ nhảy lên khả năng 4 ô loại luôn rồi. Loại. Còn ô này em ạ, 1 2 3. Ô này cũng nhảy lên 3 này. Thôi, cứ để ở đây đi. Chọn ô sát mép bàn cờ này. Sát mép bàn cờ thì sẽ nhảy tiếp lên đây nhá. Nhảy tiếp lên đây xong nhảy vào góc. Nhảy góc thì nhảy lên đây. Nhảy lên đây xong nhảy vào đây. Nhảy vào đây xong. Nhảy ra đây. Nhảy ra đây xong nhảy lên đây. Nhảy lên đây xong nhảy lên đây. Đấy. Từ đây mình sẽ nhảy đến 3 ô này. Thế thì cái ô này nhảy đến đâu? Hai ô. Ô C5 nhảy hai ô. Ô này nhảy được đến cũng nhảy được đến hai ô. Ô này nhảy được đến mấy ô? Ô này cũng nhảy được hai ô. Như vậy là ấy, chọn ô nào cũng được. Mình chọn ô thế bỏ ô này đi, chọn ô cạnh quân mã xem nào. Đấy, ô này nhảy đến hai ô nhá. Từ ô này nhảy đến mấy ô? Ô này chỉ nhảy đến một ô thôi, còn ô này. Ô này nhảy đến hai ô. Ô này nhảy đến hai ô này. À 3 ô này luôn, ô trung tâm mình nhảy đến 3 ô luôn. Cho nên là loại luôn. Mình có ô này. Ô này mình chỉ nhảy đến hai ô này thôi. Đấy, mình sẽ chọn nhảy đến chọn ô này đã này. Chọn ô này nhảy đến hai ô này. Đấy, chọn nhảy đến ô hai ô này, từ ô này nhảy đến hai ô này. Từ ô này nhảy đến hai ô này nhá. Còn từ ô này nhảy được đến một, nhảy đến mỗi một ô thôi đúng không? Như vậy là chúng ta loại ô này, chúng ta chọn ô này, nhảy đến ô này. Ô này thì nhảy được đến hai ô. Ô này nhảy đến hai ô mà từ ô này thì nhảy được đến hai ô này, cho nên là mình loại, bởi vì là ô này chỉ nhảy được đến à, đây đây là hai ô. Còn ô này đây đây cũng là hai ô. Thế thì mình chọn ô nào cũng được, bỏ ô này đi, chọn ô này để cho nó nhảy đến ô này, rồi nó nhảy đến ô này. Ở đây nó nhảy được đến 3 ô à, 3 ô à. Thế khả năng nào có khi mình bị sai ở đâu đấy các bạn ạ, có thể là sai rồi đấy, nhưng mà thôi cứ nhảy tiếp, nhảy tiếp đây. Không lên được đây. Ở đây nó lên được 3 ô. Đấy.
Thế nhảy lên đây. Nhảy lên đây thì nó sẽ chỉ lên được một ô thôi đúng không? Hai ô. Rồi, thế thì mình nhảy lên đây. Nhảy lên đây nhá, mình sẽ chỉ lên được hai ô này. Đây, mình lên được hai ô này, từ ô này sẽ lên được hai ô này. Thế còn từ ô này lên được hai ô này. À, lên được ba ô này. Như vậy là mình loại ô này, chọn ô này, đúng không? Chọn ô này mình lên được hai ô này này. Lên được hai ô này. Thế từ ô này sẽ lên được hai ô này, nhảy hai ô này. Còn từ ô này sẽ nhảy được một ô này. Như vậy là mình sẽ loại cái ô này, chọn ô này, xong rồi nhảy sang đây. Nhảy sang đây thì nó sẽ lên được hai ô này. Từ ô này thì chỉ nhảy lên một ô này thôi. Còn từ ô này nhảy lên hai ô cho mình loại ô này, lên ô này đúng không? Lên ô này này. Ôi bây giờ thì dễ rồi đúng không các bạn? Đây, 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 đây. Ok. Thế là chúng ta xong hành trình của quân mã nhá. Nhiều khi cũng rối phết đấy, cũng khá là khó đấy, nhưng mà làm vài lần là các bạn có thể quen cái công thức. Sau đó thì các bạn có thể đi mà flex với bạn bè, đố chúng mày giải được bài toán mã đi tuần đấy, bài toán siêu kinh điển trong cờ vua. Ok chưa? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.